Mẹ kêu bố dậy đi học mắng rồi. Mùi ơi, Mùi dậy đi học con. 1 giờ mấy rồi nè, dậy đi học. Dậy tắm rửa đi học là vừa. Hồi em ngủ say quá Bảo ơi. Thở kèn hay con? Ừ đúng rồi, thở lớn lên. Thở lớn lên cho em dậy. Ừ. Đâu em đâu? Thở mạnh lên. Đâu mà thở kèn đi. Thở nữa, em chưa dậy. Thở nữa. Được. Ừ, mở nay biết thổi kèn hay ghê. Mùi, nay thổi kèn lớn nha. Chưa dậy nữa, cô ba. Trời ơi, mùi chưa dậy hả? Cô ba ăn gì ngon vậy? Trời ơi, cô ba có bánh mì dùng kem á. Mùi dậy rồi. Trời ơi, anh hai thổi kèn biết rửa tay mà mùi không dậy mà mùi nghe đánh hơi bánh mì dồn kem sầu riêng cái mùi dậy liền. Mới ngủ dậy ăn gì? Mới ngủ dậy chứ bánh mì dùng kem ăn luôn thôi, kỳ á. Đi ra tắm rửa đi học là 1 giờ mấy rồi kìa, thấy không? Chiều nay học thể dục nè, mặc đồ thể dục đi, lẹ lên gì ạ? Nay thổi kèn, nay thổi kèn mà em không có dậy, còn ba đem bánh mì kem lên em mới dậy hả? À, hai suốt ngày ngồi coi muỗi không à? Thổi kèn nữa em mà, thổi nữa đi con. Ôi trả bánh mì cậu ba đi muội. Trả bánh mì cậu ba đi rồi tắm. Mày kem thơm sầu riêng quá ha, kem sầu riêng hả? Kem sầu riêng thơm quá trời rồi. Đưa đưa cậu ba đi. Mẹ ơi cái răng trẻ nó hơi xíu rồi nè. À cái răng của muội nay mọc nhú nhú lên rồi nè cậu ba. Ừ, hơi nhú nhú trắng trắng nè. Bởi vậy đừng ăn đồ lạnh nữa, ăn đồ lạnh nó lâu mọc lắm á, nó mọc không lên nổi á. Nha. Đừng có ăn kẹo với ăn đồ lạnh nữa. Rồi đi tắm luôn. Rồi còn ngủ nữa thổi kèn tiếp. Người thổi kèn, người ăn bánh mì vô. À, vậy mà muội ngủ về được hả muội? Đi để lấy con nhanh. Vậy đi, đi tắm vô rồi ăn. Ăn xong rồi đi học cho tể học luôn chơi vậy đó. Ha. Đi.